Rồi, chào mừng anh em trở lại kênh Miệt Vườn Chơi Bình. Hôm nay là ngày 24 tháng 4, mình xin tiếp tục làm video cập nhật tình hình giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình. Hôm nay thì thương lái đã báo giá giá ớt cho mình. Giá ngày hôm nay giảm kỷ lục nha các bạn. Theo như bữa trước thì được 12.000 một ký, và bữa nay thì giá ngày 24 tháng 4 thì giá hôm nay giá ớt ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh của mình chỉ còn 8.000 một ký thôi các bạn. Trong khi đó thì mình thuê người hái là hết 5.000 rồi. Đấy, hiện tại thì giá ớt giảm rất là nhiều. Cái này thì tình hình thương lái mình có hỏi thì thương lái nói là hiện tại Trung Quốc không có nhập hàng, nên là mình chỉ nhập để bán trong nội địa thôi. Thì tình hình giá ớt 2 ngày hôm nay mình mới hái một lần thì giá giảm rất là sâu các bạn. Cái này thì nó áp dụng trên giá loại 1 và giá loại 2 luôn nhé. Cả hai loại giá thì bữa nay đều được 8.000 một ký nhé các bạn. Giá ớt giảm rất là sâu. Đấy. Thì tình hình nếu mà anh chị em nào mà có cái tình hình giá ớt ở những nơi khác á, thì cũng có thể comment trực tiếp ở phía dưới video để cho mọi người coi video cùng nó bắt luôn. Còn cái giá ớt này thì là cái giá ớt ngày 24 tháng 4 thì mình cập nhật cái tình hình giá ớt ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nhé. Mọi người mà có quan tâm đến giá ớt hay là quan tâm đến cây ớt thì nhớ bấm đăng ký ở dưới video đó, và bấm cái chuông thì mỗi lần mình ra những video mới nhất thì mọi người sẽ được cập nhật đầu tiên. Đấy, mình xin cập nhật lại tình hình giá ớt hiện tại ở dưới huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ngày 24 tháng 4. Giá ớt bữa nay xuống kỷ lục, chỉ còn 8.000 một ký nha các bạn. Đấy. Trái ngược với giá ớt thì hôm nay tình hình giá đậu bắp thì có vẻ rất là khả quan. Đậu bắp bữa nay tăng lên 8.000 một ký các bạn. Đấy, thì trong cái kênh của mình thì ngoài cái video cập nhật tình hình giá ớt, mình có những cái video hướng dẫn quy trình trồng ớt, có cả video hướng dẫn quy trình trồng đậu bắp và cập nhật tình hình giá đậu bắp. Thì mọi người chỉ cần bấm đăng ký kênh ở phía dưới thôi, cứ bấm đăng ký kênh ở dưới cái video á, thì mỗi lần mình ra video mọi người sẽ được cập nhật. Ngoài cái cập nhật tình hình đậu bắp thì mình cũng có những cái video hướng dẫn cụ thể trồng đậu bắp rất là cụ thể ở trong video, thì mọi người có thể vô YouTube search Miệt Vườn Trà Vinh, bấm tìm kiếm Miệt Vườn Trà Vinh ấy, hoặc là mình chỉ cần bấm nút đăng ký ở phía dưới thôi, thì những cái video của mình sẽ hiện lên để cho mọi người cùng tham khảo. Trong quá trình coi thì anh em chị em nào mà có những cái thắc mắc á, thì mình cứ comment ở phía dưới nhé. Hoặc là ai có những cái chia sẻ hay về kinh nghiệm trồng ớt hay là trồng đậu bắp hay là những cái loại trái cây nào á, thì mình cũng cứ comment ở dưới video để cho mọi người coi video cùng nắm bắt được luôn. Đấy, hôm nay ngày 24 tháng 4 mình xin cập nhật lại nha. Tình hình giá ớt hiện tại bữa nay giảm kỷ lục, còn 8.000 một ký. Giá đậu bắp thì đang có đà tăng lên nha. Giá đậu bắp bữa nay cũng lên được 8.000 một ký. Đấy, thì anh chị em nào mà có nhu cầu hoặc là quan tâm đến tình hình các loại cây trái thì cứ nhớ bấm đăng ký kênh nha. Video này thì khi nào mình có cái nhận được cái giá của thương lái ấy, thì mình sẽ làm video cập nhật lên cho mọi người. Thì mọi người chỉ cần bấm đăng ký kênh thôi, là tự động nó sẽ gợi ý lên cho mọi người cùng tham khảo. Đấy, mình xin cập nhật lại giá ớt và giá đậu bắp ngày 24 tháng 4 tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Giá ớt 8.000 một ký, giá đậu bắp cũng lên tăng lên 8.000 một ký nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngày mai nha.